Thứ tư, sám hối nghiệp chướng. Đây là giúp đỡ nâng cao chính mình. Từ vô lượng kiếp tạo nghiệp nặng nề, nên thật sự phát tâm sám hối. Dùng phương pháp nào để sám hối? Cầu A Di Đà Phật chính là chân sám hối. Trong lòng chỉ có A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật ra không còn có cái gì khác, thì tội nghiệp của quý vị sám hối sạch rồi. Lúc mới học Phật, thầy Lý dạy cho chúng tôi đổi tâm. Đổi tâm cách thế nào? Đem cái tâm tạo tác tội nghiệp từ vô thị kiếp đến nay của chúng ta, cái tâm tự tư tự lợi đổi thành A-di-đà Phật, khiến trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra cái gì cũng không có, thì nghiệp chướng của quý vị tiêu hết rồi. Quý vị vì sao lại có nghiệp chướng? Các bạn học Phật thường thấy được bản thân trái chủ tìm đến dựa thể. Vì sao họ đến dựa thể của quý vị? Quý vị tạo nghiệp, họ bám trên thân quý vị. Nếu như quý vị thật sự đem tâm quán đổi thành A-di-đà Phật, họ chạm vào cũng không dám chạm đến quý vị, thì họ làm sao dám tìm quý vị? Trong miệng của quý vị có Phật, trong tâm không có Phật, thì họ bám vào thân của quý vị, họ sẽ làm phiền quý vị. Nếu như trong tâm quý vị có A Di Đà Phật thì họ không làm được. Họ đến cầu quý vị siêu độ, cầu quý vị giúp đỡ, chắc chắn họ sẽ không đến làm phiền. Họ đến tìm quý vị siêu độ, họ phải có phước báo lớn. Không có phước báo, quý vị có thần hộ pháp, họ không thể đến gần quý vị. Họ có phước báo lớn, họ đến tìm quý vị, quý vị giúp họ giảng sanh thế giới Cực Lạc. Đây là ý nghĩa thật sự của sám hối. Sám hối chú trọng ở chỗ sao không tái phạm. Chân sám hối không phải ngày ngày làm hình thức, ngày ngày sám hối, ngày ngày sám như ngày ngày tạo nghiệp, vậy có ích gì chứ? Chỉ có thể nói tốt hơn so với không sám hối. Lúc sám hối trong tâm vẫn còn phóng một vệt sáng, sau khi sáng xong thì không có nữa. Tốt hơn so với không sám hối. Lúc nào vệt sáng đó thật sự thắp sáng tâm của quý vị, nghiệp tạo mới thật sự tiêu trừ. Cho nên lúc tôi còn trẻ, Chương Gia Đại Sư dạy tôi thế nào gọi là sám hối. Ngài nói là sao không tái phạm. Chân sám hối, sám hối rồi ngày mai lại tạo, đây không phải sám hối. Nhưng cũng rất tốt có tâm sám hối, có ý niệm này, tự mình không thắng được nghiệp lực. Nghiệp lực quá lớn rồi, quý vị không thắng được nó. Cho nên cảnh giới trước mắt vẫn còn phạm, tự mình biết sai rồi, hiểu rõ còn phạm. Quý vị thấy nghiệp lực tập khí thật đáng sợ. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô thank you.
Nam mô